Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Chào Minh Hoàng, chào các em. Dạ. Rồi hôm nay quý vị chắc cũng không có lạ với lại một gương mặt của một người chị ha. Hôm nay đang ngồi trước màn hình quý vị, đó là chị Chiến, 59 tuổi. Những cái clip đầu tay mà quý vị xem đó là chị đại vé số U59. Hôm nay chị Chiến trở lại chương trình, xuất hiện trở lại với một diện mạo rất là khác, rất là đẹp luôn quý vị. Có thể nói là chị đại trở lại, xuất hiện trở lại và lợi hại hơn xưa. Hôm nay chị Chiến nè, chị trở lại với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị có cái lời gì để nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương giúp chị hay sao? Chiến chào Minh Hoàng, xin chào cả nhà, xin chào tất cả mọi người và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Lần này Chiến trở lại chương trình cũng là muốn gặp lại tất cả mọi người, rồi muốn nói về cuộc sống của mình một tí để chia sẻ cái niềm vui là bây giờ Chiến không còn đi bán vé số nữa, mà là Chiến làm quán hát ở đây, tại quán này luôn. Ồ, có nghĩa là chị Xuyến nè, chị đã nghỉ bán vé số rồi. Hôm nay chị mở một cái quán cà phê để mình bán cà phê sinh sống qua ngày hay sao chị? Nhưng mà cái mấu chốt quan trọng nhất hôm nay chị trả lời chương trình là chị muốn nói cái điều gì? Ngoài cái chuyện vấn đề là chị mở quán cà phê, mà cái mấu chốt của chị là chị muốn tỏ bày hay là chị muốn đính chính cái điều gì với lại bà con cộng đồng mạng? Là cũng như là chị muốn chia sẻ một chút niềm vui nhỏ là bây giờ làm quán hát là đúng như ý của Xuyến thích. Và một vấn đề nữa là lúc trước Xuyến nói Xuyến tuyển chồng mà tuyển hoài không như ý, cũng như Xuyến có hơi đùa một tí. Còn đó là coi như chuyện của mùa thu luôn, bây giờ là mùa đông rồi. Trời lạnh lẽo nằm cô đơn, Xuyến cũng cảm giác muốn chồng. Có nghĩa là chị, cái cốt ý của cái ngày hôm nay là chị nhờ chương trình thông báo với bà con cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước là mùa đông sắp đến rồi, nó lạnh lùng băng giá hay sao chị? Chị muốn tìm cái nửa mảnh ghép để đi với chị đến cuối cuộc đời hả? Phải vậy không? Đúng rồi. Lúc trước tưởng là sống một mình chỉ vui qua ngày rồi chờ qua đời. Nhưng mà tới mùa đông lạnh tối nằm cảm giác thấy nó cô đơn vô cùng, cảm giác rất là lạnh lẽo, rất muốn một cái gì ấm áp để tâm sự lúc mà đông về. Thành ra Xuyến trở lại chương trình là có ý muốn tìm một người như ý để cùng sống với nhau nơi quán hát, để mình cùng hát với nhau cho nó vui. Rồi bây giờ ý của chị là chị muốn tìm một người bạn đời để cùng chị đi tiếp cái quãng đời còn lại. Chị muốn bây giờ chị hãy nói rõ, mình không nên đùa nữa nha chị. Mình đúng nói rồi. Rõ là chị muốn cái mẫu người đàn ông như thế nào để gọi là hợp với cuộc sống của chị. Đúng rồi, Xuyến cũng xin lỗi về những cái video trước, Xuyến cũng có hơi đùa. Bây giờ là lời nói chân thành, từ xuất phát trái tim Xuyến là
Xuyến cũng muốn chọn một anh lớn tuổi, tuổi phải từ 60 trở lên, sống độc thân, là chỉ cần nhiêu đó thôi. Nếu mà hợp ý thì đến đây ở với Xuyến. Nhưng mà chị có cần cái anh đó có công ăn việc làm gì không? Thì con người ai cũng phải có công việc làm. Công việc thì cứ làm, rồi lúc rảnh thì cứ đến đây với Xuyến. Mình sống với nhau ấy, bây giờ còn trẻ, không phải là trẻ trẻ theo mình thôi, còn làm quán được thì cứ làm. Rồi lúc già mình sẽ về chăm sóc nhau. Rồi chị có cần anh đó có nhà cửa gì không? Không, mọi cái vấn đề đó thì không nghĩ tới rồi. Có nghĩa là anh đó phải độc thân. Chỉ cần độc thân. Có công ăn việc làm ổn định là được rồi. Có nghĩa là ngoài những cái yếu tố đó ra chị còn cần cái gì nữa không? Không. Chẳng hạn như là có đồng điệu với chị, hay là thích ca hát giống như chị, hay là thích này thích nọ không? Thích ca hát hay là không thích, mà thích ngồi lắng nghe cũng được. Cũng như là mình không phải là hát mà mình thích nghe người ta hát cũng là một cái đam mê rồi. Thì như vậy thì cũng được. Với cái điều kiện tìm cái mảnh ghép của chị cũng rất là đơn giản. Nhưng mà chị có cần là ví dụ như nói là cái anh đó không nên uống rượu chè nhiều quá, hay là cà phê thuốc lá đâu có hạn chế hay không, hay là có đừng có đam mê những cái vấn đề đỏ đen gì đó, chị phải đưa ra để các anh biết, các anh chủ động đến với chị để dễ dàng hơn. Đúng rồi, cái đó là một phần của cuộc sống. Nhưng mà đã lớn tuổi rồi, mình đã lục tuần rồi thì cũng không có còn trẻ nữa. Thành ra phải hạn chế, dứt khoát là không nhậu nhẹt, không rượu chè. Cà phê thì phải uống rồi, thuốc thì chỉ hút giới hạn thôi. Chứ chị mở quán cà phê mà chị không cho tao uống cà phê nữa, thôi dẹp quán luôn cho rồi. Uống cà phê là tốt mà. Uống cà phê là tốt. Dạ. Rồi biết ca hát cũng là tốt, mà còn không biết mà ngồi lắng nghe người ta hát thì cũng là quý. Trong lòng cũng có thích âm nhạc mới lắng nghe. Chứ có người không thích rồi nghe, nói nghe hát nhức đầu quá này kia thì cái đó là không khoái rồi. Dạ. Rồi chị thích là cái anh hay là cái chú đó đến ở với chị, hay là chị đi đến ở với lại anh hoặc chú đó? Anh đó vẫn sống cuộc sống ổn định của anh từ trước đến giờ đi. Thỉnh thoảng đến đây chơi, rồi đến đây tâm tình với nhau. Đã quen nhau rồi thì coi như là mình đã công khai thì coi như là vợ chồng rồi. Cứ thỉnh thoảng đến đây chơi với tính cách là chồng của tôi. Rồi cũng phải về nhà lo công chuyện, còn gia đình, còn này kia, bà con dòng họ gì đó cứ sinh hoạt bình thường. Còn tôi thì là tôi không có về nha, tôi chỉ ở quán thôi. Có nghĩa là chị không theo? Không theo. Anh đó nếu muốn thì đến đây ở với chị. Còn không thì công việc của ảnh vẫn làm, nhưng mà lâu lâu rồi ghé lại thăm chị cũng được. Đúng rồi. Có nghĩa là công việc của ai nấy làm, nhưng mà nếu mà thương nhau thì đâu ba bữa đến thăm nhau cũng được, đúng không? Rồi công việc này thì nó cũng chỉ có thời gian thôi, rồi sau này cảm giác là mình già yếu, tôi sẽ về cùng nhau chăm sóc tuổi già cho nhau. Chứ không phải là đam mê ca hát rồi bỏ nhau đâu. Nó cũng là một cái công việc tạm thời thôi chị. Sống nghĩa là đã kết nhau như vợ chồng thì cũng phải có một cái chân tình, là sống với nhau suốt cả đời. Cần nhất là cái lúc mình tuổi già sức yếu luôn có mặt để chăm sóc cho nhau. Hôm nay mảnh ghép yêu thương rất là vui khi thấy chị Xuyến chọn một cái bộ trang phục áo dài của người phụ nữ Việt Nam, và rất là đẹp. Là mảnh ghép yêu thương tin là chị sẽ thật lòng với sự trả lời ngày hôm nay. Tại vì chị rất là chỉnh chu trong cái bộ áo dài thước tha của người phụ nữ Việt Nam. Minh Hoàng sẽ hy vọng
đây là những lời chân thật của chị. Dù tự vì nhiều cái clip trước chị cũng xuất hiện cũng rất là nhiều, cũng chỉnh chu, nhưng mà hình như cái lời nói của mình nó hơi có cái gì đó bông đùa ở trong đó đúng không chị? Mà chị Xuyến nè, những cái clip trước chị cũng thường hay giới thiệu mình là một MC ở cái quán hát, những cái quán hát. Thì bà con cũng rất mong lần này chị gửi tặng cho quý vị khán giả, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, hoặc là cái mảnh ghép chuẩn bị đến với cuộc đời chị sau này nè, một bài hát mà chị yêu thích nhất được không? Rồi mời chị. Dạ được. Xuyến sẽ hát một đoạn ngắn thôi của bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Wow. Bài hát này là hồi lúc còn học tiểu học. Cái thời đó không có bài hát cho thiếu nhi. Ở trường gọi đi thi hát nhạc thì Xuyến lại hát cái bài này. Tại sao chị lại chọn cái bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần? Tại những như kỷ niệm hồi xưa bắt đầu đi hát, ra ngoài đời hát để cho mọi người nghe, là Xuyến hát cái bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần là đầu tiên. Bây giờ Xuyến xin hát một đoạn thôi. Rồi mời chị. Áo Em Chưa Mặc Một Lần có nghĩa là cái áo đó là cái áo cưới đó, là chưa bao giờ chị được mặc hay sao? Không, cái đó chỉ là bài nhạc thôi. Là bài nhạc thôi hả? Rồi mời chị. Nhưng cũng là một cái kỷ niệm, lúc đó tôi học lớp 5 ở trường Nhị Thành. Đi ra chợ Thủ Thừa thi với các trường lớn á, thì ba tiết mục, một tiết mục múa của Cầu Voi và một tiết mục múa của Bình Cang đạt giải nhất, giải nhì, và đơn ca là tôi hát bài này được giải ba. Xin phép được hát một đoạn thôi nha. Dạ rồi mời chị nha. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Nhiều đó rồi. Rồi sao cái gì nó ngắn quá vậy? Thôi kệ đi. Càng nhiêu đó thôi. Về giao ước. Xin có một lời nhắn nhủ đến cả nhà là ai ở gần Bến Lức á, xin mời đến đây quán hát với nhau. Loan Anh chúng ta cùng hát với nhau nha cả nhà yêu. Ở đây lấy tiền rất là rẻ, chỉ có 30.000 một người thôi. Chúng ta cùng hát với nhau cho vui nha. Nếu các bạn ở xa cứ đến đây hát rồi ở lại đây ngủ. Ở đây rất là rộng, nhất là phái nữ của chúng ta. Tất cả các bạn có tinh thần văn nghệ, có đam mê ca hát, xin mời đến đây. Ở chung cư Hoàng Long, là khu dân cư Hoàng Long, đường số 15, Bến Lức. Còn các bạn muốn kết bạn Facebook với Xuyến thì kết bạn với nick Quỳnh Ban Chủ là của Xuyến. Sao chị lấy cái nick là Quỳnh Ban Chủ? Rồi hồi xưa làm ban chủ cái ban hay sao? Có một thời gian đi làm ăn thất bại, nhưng mà cũng sống chung với các em. Các em nó cũng làm ăn thất bại luôn, rồi mấy chị em mới kết với nhau ở. Xuyến thì làm chủ, nhưng mà cũng là một quán nghèo thôi. Vì đùm bọc nhau sống ở Hà Nội á. Cái thời gian đó cái mấy em nó nói mình nghèo quá, giống nhóm cái bang quá. Cái Xuyến mới lấy cái nick Facebook là Quỳnh Ban Chủ, là để tưởng nhớ đến một cái thời như ăn mài vậy đó. Trong túi không có 1.000 luôn á, làm ăn thì thất bại đủ thứ hết. Vậy là chị cũng học qua những cái đả cầu bổng pháp của Hồng Thất Công rồi đúng không? Đệ tử chân truyền của Hồng Thất Công á hả? Rồi với là một cái gì nữa nè, một cái hôm nay là chị đại vé số, bây giờ không còn đại vé số nữa mà chị đại quán cà phê. Là trở lại mục đích chính là chị tìm nửa phần đời còn lại của mình. Cái thứ hai là chị muốn nhờ mảnh ghép yêu thương tụi em là BA quán cà phê của chị đúng không? Nãy giờ thấy chị giới thiệu hơi bị nhiều nha, cái này là phải trả tiền BA đó. Rồi thôi đùa với chị vui thôi. Thì quý vị và các bạn cũng như các chú
các anh các chú nếu mà xem được cái video của chị Chiến hay gọi là chị Đại với số U59 đó quý vị, các anh các chú thấy sự nghiêm túc của chị Chiến và sự trải lòng của chị nãy giờ, các anh các chú thấy đồng điệu với chị thì hãy nhanh tay bắt điện thoại lên gọi đến số của chương trình, thì chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị gặp gỡ nhau, hoặc là các anh các chú cứ tự động đến quán như lời của chị Chiến trình bày nãy giờ là chị có cái quán cà phê hát với nhau, thì các anh các chú muốn giao lưu thì mình cứ tới tự nhiên. Là một ly nước nhiêu chị? Ly nước và hát luôn á, 30. Là toàn bộ hết áo đó ha. 30.000 cho một người cũng rất là ok. Thì hôm nay Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chân thành cảm ơn chị Chiến đã dành thời gian quý báu của mình để trở lại với chương trình, để chị em mình có cuộc trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Chị Chiến này, chị còn có cái lời nhắn nhủ nào đến các anh các chú chuẩn bị đến đây không? Dạ, Chiến có một lời là các anh các chị nào đang vẫn còn cô đơn, sống một mình, độc thân, hãy mạnh dạn đến chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương để chúng ta đăng ký tìm một nửa yêu thương để sống với nhau, chăm sóc lúc tuổi già. Cả nhà đừng có ngần ngại, cứ đến đây, tại vì ở đây làm rất là rõ ràng. Rồi, thay mặt ekip Mảnh Ghép Yêu Thương cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ chị chào quý vị khán giả đi để mình kết thúc ha. Xin chào tất cả mọi người, xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, vạn sự như ý ạ. Rồi, trước khi kết thúc video, xin chào Mảnh Ghép Yêu Thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.